Nhiều trường hợp trong cuộc đời này, dù là người phàm tục hay các bậc xuất gia cũng sẽ có lúc khó tránh khỏi trực tiếp hoặc gián tiếp làm các sinh vật nhỏ bé bị mất mạng. Trường hợp con đang cần một cái ly để uống nước nhưng phát hiện bên trong ly đang có khá nhiều kiến ở trong đó. Con từng xem qua bài giảng về giới sát của sư, có nói phải hội tụ đủ năm chi phần thì mới phạm giới. Mặc dù biết rõ hành động mang cái ly đi rửa sẽ làm các con kiến trong ly phải chết, nhưng con chẳng hề có ý muốn giết chúng. Vậy thì trong trường hợp này con có phạm giới sát sanh không, và nghiệp sát ở mức độ như thế nào thưa sư? Về vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tương. Dạ thưa vị Đức, thưa quý vị, ở đây sư cũng có một cái thắc mắc khi mà sư đọc cái vế đầu này. Sư không hiểu là như thế nào, có nghĩa là có rất nhiều trường hợp trong cuộc đời này dù là người phàm tục hay các bậc xuất gia sẽ có lúc tránh khỏi trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho các sinh vật nhỏ bé bị mất mạng. Tại vì sư sẽ không phán xét cái câu hỏi này là cái vế này. Tại vì khi mà quý vị phải hiểu như vậy nè, một cái vấn đề mà liên quan đến Phật pháp á, một cái vấn đề liên quan đến Phật pháp giữa thái độ của người phàm tục tức là người không hiểu Phật pháp mà người xuất gia, cái thái độ đó khác nhau thưa quý vị, đa phần là khác nhau thưa quý vị, cho nên là chúng ta không thể đánh đồng được. Tại vì ở đây á, khi mà vị nói là có rất nhiều trường hợp trong cuộc đời này dù người phàm tục hay bậc xuất gia thì cũng sẽ có lúc tránh khỏi cái việc xiết ngại sinh mạng đó. Thì cái này á, đây là cho lời khuyên nghe, không phải sư bắt bẻ gì nha, nhưng mà cho lời khuyên thôi. Tại vì khi mình đem hai cái người vị phàm tục nè, cái bậc xuất gia nè, mình đánh đồng như vậy nè, đâm ra có sự hiểu biết nó sai lệch. Tại vì nếu một bậc xuất gia mà đúng theo lời Phật dạy thì ngay cả lỡ may sử dụng tiểu lỡ may nghe, có làm bị bất thiện thì cái mức độ nó cũng nhẹ nhàng hơn, mức độ nó cũng khéo léo, nó nhẹ nhàng hơn, nó không gây đến cái gọi là ác nghiệp, không có thể không gây đến bốn cái đọa xứ. Còn người phàm tục lại khác cho nên quý vị phải hiểu rõ như vậy. Cho nên là khi mà nói một cái vấn đề Phật pháp á, đừng bao giờ mà hạn chế mà đánh đồng là giữa người phàm tục và các bậc xuất gia, đúng không? Cái điều này dễ hiểu lầm, rất nguy hiểm. Nó chỉ cho lời khuyên á, khi mà mình đặt câu hỏi mình hỏi vậy đó. Tại sự hiểu biết của hai đối tượng khác nhau thưa quý vị. Rồi cái câu hỏi chính á, tại vì này nói là khi mà đang uống một ly nước nè, phát hiện mấy con kiến này đó, và vị này biết rõ là sắc xia để hội tụ đủ cái cấu thành cái giới mà sắc sanh là hội tụ năm chi phần. Cái vị này mới nói thêm là mặc dù biết rõ hành động mang ly đi rửa sẽ làm các con kiến trong ly phải chết, mặc dù biết rõ hành động mang cái ly đi rửa sẽ làm các con kiến trong ly phải chết, nhưng con chẳng hề có ý muốn giết chúng. Vậy thì vị này hỏi là trường hợp con có cấu thành là phạm giới sát sanh hay không, và nghiệp sát mức độ nào. Thì thưa quý vị, sư đã đọc và nhấn mạnh những cái điểm mà cần nhấn mạnh đó, quý vị hiểu rõ đó. Ở đây thì sư không có phán xét trên vấn đề mà chia sẻ pháp nè, chứ không có phán xét một vị nào là phạm hay không phạm nhé. Tại vì khi mình xét năm chi phần mà sát sanh á, trong đó có hai yếu tố quan trọng, nhất là có ý giết và cố ý giết, thì cái đó là thuộc về nội tâm. Cái nội tâm đó là chính quý vị sẽ là cái phiên tòa cho quý vị, phiên tòa phán xét quý vị là có phạm hay không phạm, không? Chứ làm sao mà sẽ biết được nội tâm ngay cái thời điểm, nghe là quan trọng ngay cái thời điểm đó. Là vị này là có đủ có năm chi phần luôn, làm sao sư biết được, đúng không ạ? Nếu mà sư nói sư giờ sư phán xét ở này sát sanh rồi, vậy là sai, không đâu có đúng đâu. Cho nên là tại sao sư đọc những cái điểm mà nhấn mạnh đó, cho vị này sẽ tự
trả lời mình đó là xem mình có phạm không, tại vì vị này biết rõ cái từng tham gia cái buổi vấn đáp của sư Hành Tệ và biết rõ sát sanh là có năm chi phần. Và cái thứ hai, sư có một cái ý này thêm nha, bây giờ sư ví dụ nè, thì ví dụ thôi nha, ví dụ bây giờ nè, ví dụ là cái ly mà uống nước của vị này nè có khá nhiều kiến, nhưng mà sư ví dụ những con kiến này, những con kiến này nè, những con kiến trong ly này nè là những con kiến rất là đặc biệt. Một con kiến á, nó trị giá khoảng 10.000 đô. Đó, một con kiến có trị giá 10.000 đô. Thì xin thưa quý vị, lúc đó quý vị có nở lòng nào, quý vị đổ đi không, hay là quý vị sẽ chắc chiêu làm cách nào mà để cứu 10 con kiến có 10.000, một con kiến 10.000 đô nè, đúng không? Mà 100 con kiến này nhân lên, đúng không? Là bao nhiêu tiền rồi? Đó. Thì sư cho quý vị một cái trường hợp để quý vị từ bản thân mình trả lời câu hỏi này. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Và bây giờ hỏi đi, bây giờ hỏi sư Xu Khá đó, là nếu như mà bây giờ cái ly sư đang uống nè đó, bây giờ có con kiến mà nó bò vô, bây giờ tính sao, giờ đổ nước vô mà nước mình lỡ nước nóng thì con kiến nó chết, bây giờ con kiến giờ mình đuổi nó không đi, bây giờ tính sao? Thì khỏi dùng cái ly đó thôi. Mình là tu sĩ mà. Nói thẳng ra mình là tu sĩ thì cái đầu tiên của mình là cái lòng từ. Không nói giới trước, không nói giới hay cái gì hết, cái lòng từ. Và cái chánh niệm. Chánh niệm đi đầu. Mấy sư cũng như sư Xu Khá hoặc là những vị Phật tử đã thuần hành, không phải nói gì tu sĩ mà những vị mà chánh niệm đủ mạnh, thì trước khi bạn đụng, bạn đi đứng, bạn ra ngoài, bạn đụng chạm, bạn cảm xúc nó như thế nào, bạn biết. Nhưng mà bạn, trước khi bạn uống nước, bạn rửa bát, thì bạn nhìn cái nguồn nước nó có những cái gì, rất là chánh niệm. Thì bằng chánh niệm thì bạn thấy được, cái này không được, mình xả thì chúng nó sẽ đi, chúng nó sẽ chết. Tại vì cái thân thể mình rất là lớn. Thì con kiến thì nó vô cái ly thì mình phổi nó ra thôi. Mình hỏi bằng cách nào? Mình dùng cái tâm sân như là sư Tường đã chia sẻ. Mình dùng cái tâm sân hay là cái tâm mà để mình làm nó mạnh tay quá, nó cũng có thể không là chết chẳng hạn vậy. Hãy xử như con ong chích sư là chích như chích quý vị đi, quý vị làm cách nào? Phủi được không? Mình phải thổi. Mình phủi là nó xử mới liền. Còn con mũi nó chích mình, nó đang hút máu no, nó quên luôn. Ngày nãy giờ như sư đã ngồi nãy giờ là nó hút no luôn. Thì cứ để nó cắn đi, nó hút đi. Rồi mình thổi nó đi thôi. Thì ăn thua như sư Tường và sư Hạnh Tệ bổ sung là cái tâm bạn đang như thế nào, và bạn có muốn hành động nó hay không, và hành động nó một cách nhất quán hay là cái sự mà thiếu sự tinh tế và thiếu sự chánh niệm tỉnh giác của mình. Và con có ý kiến vậy, xin thỉnh hay để được bổ sung thêm ạ. Sao không? Dạ vâng. Sư Xu Khá nói đó là trên cái phương diện là pháp hành, tức là thực tế của đời tu á, một vị tu sĩ thì sẽ không giống cư sĩ quý vị đâu. Sư lấy ví dụ ha, bây giờ một cái ly á, bây giờ sư đang uống đây nè, con kiến nó đang bò xung quanh, sư cũng để ý nó, con kiến nó bò ra, nó bò tới đâu thì sư rót nước tới đó. Còn nếu như mà con kiến nó bò quá, sư để cái ly đó qua một bên luôn, không có dùng cái ly đó nữa, có vấn đề gì đâu. Hoặc thậm chí sư sợ mà để cái ly đó ở trong cốc á, là mình đi tới đi lui cái đường kiến nó bò đó, mình có thể dẫm chúng đó. Nếu như lỡ mình không thất niệm thì sư sẽ lấy cái ly đó sư để ở ngoài cốc, thì như vậy đó, con kiến cái đường đi của nó sẽ không có động chạm gì với mình. Rồi hoặc là khi mà sư rửa tay, sư vừa mới mở cái vòi nước thì sư thấy con kiến ở dưới cái lỗ thoát nước đó, nó trồi lên, thì sư ngay lập tức sư tắt cái vòi nước đi ngay và sư đi ra chỗ khác sư rửa. Và nếu như mà ở cái chỗ khác đó mà có kiến nó bò nữa đó, thì lại đi chỗ khác nữa, nó có vấn đề gì đâu. Cho nên á, như sư Tuệ Tường nói, cái sự thực hành á, giữa một cái vị tu sĩ và một vị cư sĩ nó không có giống nhau, cho nên chúng ta cũng không nên đánh đồng. Mà nếu như chúng ta có một cái đời sống chánh niệm
thì chúng ta làm gì thì cũng để ý đến những cái sinh vật khác, ngay cả chuyện mình bước đi thì mình cũng để ý dưới chân mình coi nó có con này con kia hay không. Còn như sư nói đó, dạy rất nhiều ở trong các cái lớp giới rồi, không có phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Cái nghiệp mình ở đây là gì? Đó là mình đã ý thức được cái chuyện này có sẽ làm hại đến chúng sanh khác, nhưng mình vẫn làm, nó là nghiệp. Mặc dù là mình không có ý giết, nhưng mình ý thức được chuyện đó nó có thể dẫn đến cái chết mà mình vẫn làm. Mà sư nói là thậm chí có khi không cần phải chết đâu, ngay cả cái chuyện là mình làm cho nó sợ thôi cũng là không nên nữa. Đấy. Cho nên á, lời khuyên của sư là mình hãy có, của các sư là hãy có sự tu tập, hãy có sự chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động, từ đó đó mình sẽ có lòng từ với tất cả chúng sanh, mình sẽ có cái nhìn đó, từ bi hơn, và đời sống của mình đó, nó sẽ khác nhiều hơn. Và cái buổi vấn đáp ngày hôm nay thì cũng tới đây thôi, và rất tri ân hai vị đại đức đã tham gia buổi vấn đáp để cho quý Phật tử có thêm được nhiều cái nhìn đa diện về những cái mặt thâm sâu của giáo pháp, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là